Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Ủa, không thể tin rồi anh em ạ. Không ngờ là nhân phẩm của mình có thể bùng nổ đến mức mà chiêu bộ cao X10 phát ra luôn UR Groudon. Ôi giời ơi, búp công và sát thương. Wow, điểm trùng tộc 670 và ôi, háo hức quá. Phải về nâng cấp luôn để xem UR đấy như thế nào. Mình X10 có đúng một phát thôi anh em nhá. Trời ơi, Pokemon UR. Nó là cái gì? Ui, Pokemon công luôn ạ. Wow. Bồi dưỡng xem nào, kỹ năng là cái gì đây? Phá hủy nguyên thủy. Tấn công một kẻ địch gây sát thương vật lý bằng 132% cộng 30 điểm công, nhận một tầng sức mạnh nguyên thủy. Sức mạnh nguyên thủy là dùng tăng sát thương của thanh đao bạo phá. Thanh đao bạo phá, đây rồi, nó chính là cái tuyệt kỹ không thể xua tan. Wow. Đánh thường xong là sẽ tăng được skill của tuyệt kỹ. Quá ghê. Tiêu hao tất cả sức mạnh nguyên thủy, tấn công mục tiêu. Ô, cái này cộng dồn được một tầng sức mạnh nguyên thủy nha. Không biết là cộng dồn được mấy tầng đấy. Bưng quang này tấn công hàng ngang phe địch gây sát thương vật lý 130%. À, hàng ngang à. Đồng thời dùng 50% thủ của bản thân để cộng cho công. Uầy, được nhờ. Đây rồi, gây sát thương vật lý bằng 660% công mỗi tầng. Cái này là tấn công một mục tiêu, one shot one kill là có thật anh em nhá. Mỗi tầng sức mạnh nguyên thủy tăng 20% sát thương kỹ năng. Hiểu. Nếu như mà tích được 5 tầng thì có thể là tăng được 100% sát thương. Tuy nhiên là tích được mấy tầng thì chưa test nên chưa biết. Bây giờ phải đi nâng cấp để test luôn anh em ạ. Bỏ em nào trong đình ra được nhỉ? Một em công, hai em công. Một em hỗ trợ, hai em hỗ trợ, ba em hỗ trợ. Chết dở đấy, nhiều hỗ trợ thế nhỉ? Nên chơi Salabi hay là chơi Latias đây? Latias cũng ngon, trời đất ơi, kỹ năng thì cũng có tăng khá khá, gọi là HP đấy. Ở đây thì có cái gì, xua tan một đi búp. Rồi cái này nữa là cái gì, chữa lành, bất tử cho hàng sau, tình anh em. Cay thế nhỉ, thôi mình quyết định là reset em Latias anh em nhá. Tái sinh. Ok, tái sinh. Giờ thì mình sẽ phải nâng cấp cho em Groudon của mình. Thôi khi nào mà có điều kiện thì mình sẽ lại đeo cho em Latias này lại đi. Còn tạm thời bây giờ là cứ lạc Groudon cái đã. Em Groudon này có vẻ như cái tỷ lệ xuất hiện ở giai đoạn đầu là dễ hơn những em UR khác anh em ạ. 35 39. Ok luôn. Bồi dưỡng xem nào, đeo ngay. Trang bị ngay. Con nào này? Có luôn ạ. Ảo thật đấy. Trời ơi đất hỡi thế nhở. Đây mình sẽ lấy đồ của cái em. Đấy. Mình sẽ cởi ngay. Đó là ở đây thì mình cũng sẽ cởi ngay. All in vào trong Groudon chứ. Nâng cấp cho nó mạnh mẽ lên, bởi vì em nó là UR mà. Đấy. Vẫn thiếu anh em ạ. Cú thế nhở. Rồi bây giờ lại đeo lại. Đeo ngay. Ok. Đi di tích tí anh em ạ. Giờ mình sẽ cầu phúc một chút. Đá chiêu mộ Katsura không đủ. Nếu hiểu kiếm cái đá này ở đâu luôn. Thôi cứ chiêu mộ cái trên này đã. Ok. Hả? Sao này? Ít thế. Ủa? Hết rồi à? What? Ô sao ít cái nhở, liên tục là x50 cơ mà nhở. À quên, mình tích vào cái ô gọi là cái gì ta? Tách. Những cái phẩm mà nó cùi bắp thì mình tách. Ui, có viên đá cam. Mình chin. Có lẽ nào trang bị được luôn cho Groudon chưa? Đây. Hay lắm. Nó phải như thế chứ. Rồi, lực chiến là bao nhiêu? 30.900. Hình như là mình có một cái đang điều đi á, vãi cả nồi. Sao điều này đi vậy? Ảo thật đấy. Rồi, chắc là mình toàn đánh kiểu là chọn nhanh ấy. Thế thành ra là nó ủy thác này. Mình sẽ gọi em kia về nhá. Mình nhớ không nhầm là trong cái lần hướng dẫn tân thủ có một lần nào đó nó lại tăng ngay cho cái em ấy. Chết rồi, không biết nó ở nhiệm vụ nào bây giờ. Ok.
Ủa? Về chứ em ơi. Đây rồi. Trời luôn. Sợ đếch thì anh em. Tăng sao nhá. Ok luôn. Thế là lên được bao nhiêu đây? 6 sao anh em ạ. Lên được 6 sao. Ok là cần phải thêm hai em Ito UR nữa thì mình có thể lên được 7 sao. Căng phết. Kỹ năng nâng cấp mắc luôn. Rồi, phát nữa này. Tiếp theo. Tăng bậc. Quên mất quả tăng bậc đấy. Để mình xem khi nâng cấp em Pokemon UR này thì nó sẽ lên được bao nhiêu điểm lực chiến anh em nhá. Ôi, đến chỗ này là lại phải càn quét rồi. Hai xì bà. Đây, đầy thể lực anh em ạ. Mình vẫn chưa tiêu thể lực đâu nên là anh em cứ bình tĩnh nha. Ok. Quá. Đây, mình sẽ dùng hết mấy cái bánh này nha. Rồi, dùng luôn này. Dùng luôn này. Đấy. Để mình xem là quét sao. Tiếp tục là mình sẽ càn quét. Ok. Ok, tăng bậc. Cái tăng bậc này tốn rất là nhiều thể lực nhưng mà cái điểm lực chiến mình thấy nó mang lại hiệu quả không cao lắm. Tiếp theo. Mình vẫn để dành mấy cái túi mà lựa chọn cái tăng bậc ấy, bởi vì mình sợ là đến một cái mốc nào đó mà không thể đi vượt ải được nữa do lực chiến của mình bị đuối, không kiếm được vật liệu, thì lúc đấy mình mới dùng đến những cái túi đó thì nó sẽ hợp lý hơn. Thì không biết như thế nào, liệu rằng mình có đúng hay là sai lầm đây. Ok. Ui, còn 15 cái nữa cơ, 16 cái nữa cơ. Đủ chưa nhỉ? Đã nhận đủ vật liệu. Tiếp tục. Để mình xem cái túi này xem nào. Còn thiếu bao nhiêu? 26. Dùng luôn này. À đúng rồi. Cái này không biết là bậc mấy. Nhưng mà mình dùng cái là thấy đủ luôn đấy. Mình thử dùng tiếp xem như thế nào nhá. Dùng luôn này. Đấy. Dùng luôn. Đấy, vẫn được luôn này. Tốn lắm. Thế này mà dùng thể lực quét có mà tốn nhiều thể lực khủng khiếp luôn anh em ạ. Rồi. Đột phá vắt nữa xem nào. Ồ, vẫn được luôn này. Chứng tỏ là có rất rất nhiều vật liệu nha. Đủ các thể loại phẩm chất đều có ở trong này luôn hay sao ạ. À thôi, mình chọn đây là 50 luôn. 50, ok. Dùng. Sao không tự động lưu nhỉ? Ê, không được. Ý chết anh em ạ. Ok, tăng bậc thêm phát nữa đi. Đấy, lực chiến tăng được có 1000 này anh em này. Tốn vai. Điểm nỗ lực này. Cái điểm nỗ lực này từ từ nha. Cá thể mình tẩy một chút cho cao cao lên tí. Tẩy thường thôi. 1 2 Ôi, chưa có điểm nào cao nhỉ. Cứ tẩy thôi. Lượt tẩy càng nhiều thì điểm cá thể sẽ càng cao, càng tăng lên nhiều anh em ạ. Úi, nãy mình mà thấy có cái công tăng lên mắc pinh luôn á. Đấy, anh em thấy không? Xem nào. Đấy, anh em thấy vòng này của mình bắt đầu to dần này. Chứ không cần khóa đâu anh em nhé. Ê, uầy, vòng này của mình càng ngày càng to luôn này. Được của ló đi chứ. Wow, mình đã bắt đầu thấy hài lòng với cái chỉ số như thế này rồi. Tạm thời để đấy đã anh em nhé. Ok, Darkrai của mình cũng tương tự như thế. Cá thể này của mình này, đây, cũng khá là to. Được cái chứ. Rồi. Tiếp tục.
Còn em nào có thể được tẩy điểm cá thể nữa không? Mình sẽ tẩy hết loạt luôn rồi sau đấy đi test cho nó chất chơi người rơi này. Đó. Còn 290 cái kẹo mút để có thể là tẩy cá thể nha. Ok, tạm thời như này đi. Tiếp theo là Celebi. Cá thể này. Lấy luôn. Ui. Thủ đặc biệt với tốc độ phát nữa xem nào. Ui. Ui. Công đặc biệt à? Đấy, tạm thời thế đó. Đấy, tiếp tục là Charizard nào. Cá thể. Tẩy đi. Tẩy cho hết tỷ số đấy. Ôi, thủ đặc biệt. Có đấy. 30 lần. À. 4 lần. À. Ow. Ôi, thôi, tạm thời để như này anh em nhá. Rồi, tiếp theo là Lapras. Tẩy được một phát. Liệu rằng là có tăng được tí lực chiến nào không đây? Ui giời ạ. Bây giờ thì mình sẽ điều chỉnh đội hình phòng thủ một tí. Chỉnh sửa. Rồi. Ờ, Latias này. Đấy, phải như thế này chứ. Cho xuống dưới này. Cho xuống dưới này. Ơ kìa, đây nữa. Cho vào đây. Ok nhỉ. 1, 2, 3. Ok, 3 tấn công. Rồi. Vào đấu trường tí nhỉ. Đối chiến, đội hình mình cũng phải chỉnh lại chút. Latias thì vứt đi này. Cho em này vào này. Lavita cũng vứt đi. Cho em này vào này. Chuyển em này lên đây này. Chuyển em này lên đây này. Cho như thế này này. Cho như thế này đi. Ok. Rồi, bây giờ mình bắt đầu là khiêu chiến. Khiêu chiến một bạn top 4 trước nha. Chiến luôn. Xem sức mạnh của Groudon nó như thế nào anh em ơi. Không biết là một one shot có one được kill hay không nhá. Bộ em này đi. Cho em Groudon này vào này. Đổ hai vị trí của em này xem nào. Khai chiến. Rồi. Ây à, bạn này đã có em Resin Ram rồi à. Kinh đấy. À, làm sao dính đóng băng luôn kìa, cả hai em luôn, vãi cả trưởng, đau chưa. Đánh thường thì không thốn lắm anh em ạ. Uầy, nhưng mà chính ra bị đi búp nhiều như thế này thì có em Latias cũng ngon đấy anh em nhé. Darkrai một nộ và bây giờ là Groudon. Ui dồi, đau chưa anh em. Không thể tin được, một nộ của Groudon thốn quá anh em ạ. Được nhà. Mày à bưởi. Rồi luôn, tiếp tục là Lapras. Ây à, bên kia thì có xài Latios. Mày này. Ui à. Đau chưa. Ui à. Mình thì để tốc độ x2 xem như thế nào nhá. Rồi, mày đi chưa. Mày đi chưa. Groudon. Ui, đánh thường hơi yếu nhỉ. Đâu nhưng để mình xem nào. Đây này, có cộng dồn cái tầng tăng công này thì phải anh em ạ. Phải không nhỉ. Còn lại có 7 tầng đấy. Đánh thường phát xem nào. Đấy, lên tầng 8 không? Thôi, Celebi nó lại sử dụng ulti là mình không kịp nhìn. 9 tầng luôn á. Áo ấy. Ơ thế hình như là đúng ấy. Lên nào. Úi, nó chưa lành cho đồng đội. Ôi, đau không? Thốn luôn. Thốn luôn. Mình vẫn chưa được xem pha tuyệt kỹ lần thứ hai của em Groudon nha. Đây, ui, nó lại là của Darkrai. Một vỗ, đây. Nhưng mà máu của cái địch yếu quá cho nên là chưa nhìn thấy hết được sức mạnh của Groudon anh em ạ. Lại một trận nữa đi. Với một bạn lực chiến gọi là ngang ngang cơ hơn tí đi. 211k này. Top 3 luôn đúng không? Mục luôn. Rồi,
xem tình hình ông này đánh đấm ra làm sao, đội hình của ông đấy như thế nào. Ấy à, đội hình có Reggie Steel, có Reggie Ice, khả năng phòng thủ cực kỳ là trâu này. Tuy nhiên là Rowden của mình là kẻ một đường, khiến cho cả đình mất khá máu, 30% máu luôn. Ghê chưa? Đóng băng đến từ Articuno. Reggie Steel thì có một cái búp gì đó trông rất chi là màu mè hoa mỹ. Ai à, nó cũng gọi là sử dụng một cái chiêu thức kẻ một đường dọc. Ai à, Lapras, bên mình làm trò gì đấy? Mày à bữa ấy, ngủ say chưa em? Rồi, một em dính ngủ say đến từ Dark Ride team mình rồi. Tiếp tục giảm tốc độ. Ủa, hồi cái gì nhiều thế nhở? Tiếp theo, nộ lên đi. Chứa vẫn có em nào sử dụng nộ cả. Ok á, kẻ địch nó đánh nhiều thế nhờ. Và cái con béo béo hồi máu kinh thực sự luôn ạ. Bây giờ Latios của team nó cũng nộ lên rồi. Ghê đấy. Groudon team anh một nộ, liệu rằng có lấy được một mạng của nhưng mà nó vừa đánh vào con nào nhỉ? Thề không nhìn rõ luôn ạ. Không hiểu nó đánh vào con nào luôn. Nhưng mà team bên kia thì chỉ còn lại đôi 4-5 thành viên thôi đúng không? Đôi 4-5 thành viên thôi. Hẹo mất một đứa rồi anh em ạ. Ây à, ảo thật đấy. Đây này. Đây. Sức mạnh nguyên thủy thế này. 2 tầng này. Khóa HP. Wow, cái gì ta? Cái này là sức mạnh nguyên thủy được cộng dồn vĩnh viễn luôn. Dùng tăng sát thương. Đúng rồi. Đúng là cái bị động ấy rồi. À, ok. Ui dồi, phe địch thì giảm nhiều thế. Hợp lý nhỉ? Có một Groudon cái sức sát thương đâm mục tiêu khỏe hẳn anh em ạ. Nhưng mà nó lại hồi sinh được rồi kìa. Wow, team nó đứa nào hồi sinh đấy anh em ơi. Không thể tin nổi. Nãy mình vừa thấy nó có 5 đứa, bây giờ nó lại có 6 đứa. Cày vãi. Rồi, bố mày quay cuồng cái gì đây? Uầy, tăng nhiều giáp ảo vậy. Thốn nhỉ? Reggie Steel đánh cũng ra gì và này nọ đấy anh em ơi. 6 trên 15 hiệp rồi, liệu rằng là có kết liễu được nó hay không? Ui à. Rồi. Ui dồi. Trâu thế nhỉ? Tầm này không biết là Dark Ride có vỗ được hay không nhỉ? Lapras của mình thì dấp dính máu rồi, chưa nằm xuống rồi. Bây giờ vừa nói xong thì Groudon nộ thêm một quả. Nhưng mà con Blissey kia nó vẫn chưa chết hay sao ấy. À đi thôi. Đấy, nó phải như thế chứ. Groudon đúng là sát thương đơn mục tiêu khỏe thật. À, cũng đau nha. Em Dark Ride của mình đánh cũng thốn đấy anh em ơi. Ok, tiếp tục là kẻ. Mỗi tội là hàng đầu bây giờ chỉ còn mỗi Reggie Steel thôi. Thành ra kẻ thì nó hơi phí. À, có thiêu đốt này. Đóng băng tiếp. Đúng rồi, cứ đóng băng hai game Reggie Steel. Hay. Articuno tuyệt vời. Nó phải như thế chứ. Nhưng mà nó lại được giải khống chế đến từ con đấy rồi. Dark Ride vỗ đây. Hay quá, vỗ chết được một đứa nữa rồi anh em ạ. Tuyệt vời Dark Ride. Nhưng mà thằng Reggie Steel này công nhận là nó trâu thật nhá. Nó lại còn có né đến các kiểu. Nó lại búa. Nó lại có giáp ảo anh em ạ. Không thể tin được. Thắng không? Ôi mày quá vẫn thắng anh em ạ. Cú thực sự luôn anh em nhá. Công nhận là con Reggie Steel nó khỏe thật đấy. Biết thế lấy luôn em Reggie Steel về cho xong. Trông có vẻ là trâu bò đấy. Ra gì và này nọ phết anh em ạ. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đã test được sức mạnh của em Groudon của mình rồi. Trông cũng sát thương đơn mục tiêu khỏe thật. Một cái ngọn núi bốc lên là bay hơi mất một mạng nha. Được chứ. Và em này thì tỷ lệ ra giai đoạn đầu rất là dễ luôn. Hầu hết nếu như mà ra UR giai đoạn đầu thì ra Groudon. Theo như mình thấy nha. Ok, chúc anh em chơi game vui vẻ và nhân phẩm sớm bùng nổ để sở hữu được em Groudon này nha.